Thì nói gì? Chị kêu ngay, phải là xong.
Ăn giống cái gì? Thank you.
mà lên TV đấy. Thank you.
Một ngàn nhé. Cân cà này dạ, cái này 10.000, cái này cũng 10.000 bạc. Bà mua hộ cháu kia nhé. Thank you.
nó. Thank you.
Nhìn cái tay nha. Ok bà này. Đúng kỹ.
Ngon. Ôi, nhặt cái bà quả non này. Quả non mới ngon cái bà rửa này. Đây. Quay phim làm gì? Quay phim để đưa lên truyền hình. Cái rau kia mấy mà? Con này. 10.000 có. Rồi.
Quay phim. Quá thì giờ đòi gì, về điện từ sáng đi.
Anh ơi đi. Không có hư, em cắt là chị không có hư đây này. Này, đây này không có hư này. Thế là cái ba để lấy cái mấy cái về để hai để. Ơi. Đi nắng tưng lên. Đi phải cười luôn rồi cái chị làm đấy. Đưa vào giờ nó đi luôn. Rồi đi đi. Cái đó 15 ngàn một cái không? Đâu đấy mà có già không? Già đó đẹp. Sao mới về? Chạy với nó tống mình không về. Cơm ai người ăn việc ai người đi làm có được chạm với ai đâu. Có lông bằng đi làm hải chí. Năm ngàn một tí. Bò hỏa. Bò.
rồi thấy biết rồi. Gật đầu lên đi. Bảo lên đây rồi. Ngon không? Cái kia con cá nào? Cái kia. Dạ. Cái đầu đến ngon không bà? Nhận lấy cho em. Chá thì mà. Ngày nào thức quay hả? Thịt chá thì chả lấy sống rồi mà cứ mang lên bà Phương. Đâu rồi mà có thịt có cá rồi chứ. Không được chá mà thịt chá làm cho rất khó. Bà Phương ơi. Mày có là con nên bắt cân cho con này. Hành đấy 25 ngàn chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị ạ? Không. Bao nhiêu? 8.000 chị ạ. Hết lẹ bao. Ăn vào cho nó bổ quả. Ăn đẹp đây. Cảm ơn nhé. Món hết từ sáng rồi bà. Còn bà dư bà phải đi từ sáng sớm. Không có để đi chiều đâu. Dư nó phải đi từ sáng sớm với con. Trời chị ơi, bố chụp lại nó cứ đi rồi. Các bạn chưa chắc chiều này về chưa nó cắt luôn chứ để làm gì nữa. Không, cứ đi của nó thôi đi luôn. Thôi được rồi. Các bạn chưa nay nó về nó cắt luôn chứ để làm gì nữa. Mưa đây chả đầy cái đây đầy mưa chả cắt được. Đường giấy là đường đất ai mà mua được. Thank you.